Tâm trạng của mình ngày hôm nay thì mình cảm thấy rất là vui và xúc động, bởi vì trong một cái ngày như thế này mà trong điều kiện dịch thì không cho phép, nên là có rất nhiều anh chị em bạn bè họ hàng ở xa rất là muốn về chung vui với mình, nhưng mà cũng có nhiều người không về được. Nhưng mà cũng rất may mắn là có rất nhiều cô dì chú bác, anh chị em bạn bè cũng cất công từ rất là xa đến đây. Trong điều kiện thời tiết ngày hôm nay thì cũng hơi lạnh và mưa, thực sự là mình rất là vui và rất là cảm động.